Câu thứ hai trong đề K2 là một câu nghe chừng thì có vẻ là đơn giản. Tuy nhiên thì nếu bạn nào mà không thạo các quy tắc thì chúng ta sẽ đi đạo hàm hàm này và chắc chỉ đạo hàm được đến cấp 2. Còn đây thì ở đây chúng ta sẽ có một cái mẹo, đấy là chúng ta sẽ biến đổi cái hàm số này về dưới dạng những cái hàm đơn giản hơn. Chúng ta đi phân tích nó về hàm dạng hàm đơn giản hơn. Thì cụ thể là trong trường này chúng ta thấy là mẫu số nó sẽ là tích của x cộng 2 nhân x cộng 3. Thì khi đó thì chúng ta áp dụng cái quy tắc phân tích, chúng ta sẽ thu được ở dưới mẫu là một nhĩ thức thì bên trên tử nó là một hằng số a. Còn tương tự đối với x cộng 3, khi đó thì chúng ta sẽ quy đồng lên thì chúng ta thu được là cái biểu thức là ax cộng a cộng b nhân x và cộng với cả 2a 3 cộng 2b và tất cả chia cho x cộng 2 nhân x cộng 3. Và khi đó nó sẽ bằng hai cái phân thức này sẽ bằng nhau và chúng ta sử dụng đồng nhất thức là mẫu số bằng nhau thì cho tử bằng nhau. Khi đó thì cái hệ số quýt nó phải bằng 3 thì nó phải bằng a cộng b phải bằng 3. Còn hệ số tự do 3 cộng 2b nó phải bằng -1. Chúng ta giải hệ ra chúng ta thu được a bằng -7 và b bằng 10. Khi đó hàm fx chúng ta lúc này được phân tích dưới dạng hàm đơn giản, đấy là fx nó bằng -7 phần x cộng 2 và cộng với 10 phần x cộng 3. Và khi đó thì chúng ta có thể đạo hàm đến cấp 3 rất là đơn giản, thậm chí có thể đạo hàm đến cấp n.